đánh răng và dùng chỉ nha khoa không hẳn là thú vị, nhưng chúng không chỉ giúp ngăn ngừa hôi miệng. Một số nghiên cứu đã liên kết sức khỏe răng miệng với tuổi thọ và đặc biệt là với bệnh tim mạch. Một nghiên cứu trên tạp chí Nghiên cứu Lão hóa đã theo dõi một nhóm thuần tập gồm 5.611 người lớn tuổi từ 52 đến 105, với trung bình là 81 tuổi từ năm 1992 đến năm 2009 để đo lường mối quan hệ giữa sức khỏe răng miệng và tỷ lệ tử vong. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa tuổi thọ và ba thói quen vệ sinh răng miệng: đánh răng hàng đêm, dùng chỉ nha khoa hàng đêm và thăm khám nha sĩ. So với đánh răng hàng đêm, những người không bao giờ đánh răng vào ban đêm có nguy cơ tử vong cao hơn 20-35%. So với việc dùng chỉ nha khoa mỗi ngày, những người không bao giờ dùng chỉ nha khoa tăng 30% nguy cơ tử vong. Không gặp nha sĩ trong 12 tháng qua làm tăng nguy cơ tử vong lên 30-50%. Số lượng răng bị mất cũng tương quan với nguy cơ tử vong. Về bản chất, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa vệ sinh răng miệng, sức khỏe và tỷ lệ tử vong. Các nghiên cứu khác cũng đã xem xét mối liên hệ giữa vệ sinh răng miệng và tuổi thọ. Ví dụ, một số nghiên cứu đã liên kết bệnh nha chu, hay còn gọi là bệnh nướu răng, với bệnh tim mạch. Một nghiên cứu tổng quan trên tạp chí Frontier in Cardiac Medicine đã khám phá mối liên hệ giữa những bệnh này và chỉ ra rằng bệnh nha chu là một yếu tố nguy cơ phát triển mảng bám động mạch, có thể dẫn đến đau tim và đột quỵ. Tuy cơ chế chưa rõ ràng nhưng rất có thể các mầm bệnh từ bệnh nướu răng xâm nhập trực tiếp vào máu tạo ra vấn đề. Ngoài ra, những mầm bệnh này có thể làm tăng mức độ viêm toàn thân thông qua các chất trung gian khác, cũng có thể gây ra các vấn đề về tim. Viêm nhiễm có hại cho cơ thể theo nhiều cách, và viêm mãn tính có thể dẫn đến một số triệu chứng và tình trạng khó chịu. Với mối liên hệ giữa bệnh tim, viêm nhiễm và mức độ vệ sinh răng miệng, có lẽ bạn nên dành thời gian đánh răng, dùng chỉ nha khoa và đến gặp nha sĩ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.